triển lãm 92 tác phẩm gốm nghệ thuật, sáng tác bởi các nghệ nhân từ hai miền Bắc Nam, thuộc chương trình thường niên báo cáo sơ kết trại sáng tác gốm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bạn đã chọn trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy hối hả. Cũng như nhiều năm qua, các trại sáng tác mỹ thuật luôn là mảng hoạt động sôi nổi trong năm, luôn mang đến nhiều năng lượng để các anh chị yêu thích mỹ thuật. Thành phố hưởng ứng tham gia nhiệt tình và sáng tác gốm là một trong những trại được yêu thích của thành viên các chuyên ngành hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng. Các bạn đến với trại sáng tác gốm vì say mê sáng tạo trên chất liệu này, cho dù chuyên nghiệp hoặc không chuyên, nhưng dù thế nào thì đây cũng là loại hình nghệ thuật luôn tạo nhiều cảm xúc cho tác giả khi hoàn thành tác phẩm. Đặc biệt, trong triển lãm báo cáo sơ kết trại sáng tác gốm lần này còn là triển lãm giao lưu với các đồng nghiệp đến từ Hà Nội. Đây là dịp để bạn bè đồng nghiệp và công chúng yêu thích chất liệu này rước dịp thưởng lãm tác phẩm hai miền Nam Bắc sau chuyến giao lưu của gốm Sài Gòn đến Hà Nội vừa qua. Hoạt động nhằm tạo sự hiểu biết và trao dồi những kinh nghiệm quý báu trong kỹ thuật chất liệu. Triển lãm trưng bày 92 tác phẩm, trong đó cũng tác phẩm của 41 tác giả thành phố Hồ Chí Minh và 23 tác phẩm của 15 tác giả Hà Nội. Tác phẩm đa dạng phong phú trong tạo hình và thể hiện đặc điểm riêng biệt của từng tác giả. Điều này cho thấy gốm là loại hình nghệ thuật không thể thiếu trong hoạt động mỹ thuật và dần dà đã thoát ra khỏi hình ảnh mỹ nghệ vốn có.
Thank you.